Phản ứng của anh sao? Thấy ảnh lãng 3 năm thấy lãng hoài không được tới đâu hết rồi mình thôi. Dạ thôi ạ. Rồi tại chục năm nay tại sao không rung động với anh nào? Không ai theo đuổi hay có theo đuổi mà mình không rung động? Có theo đuổi nhưng mà cũng không ấy. Nói chung em cũng hơi khó một tí xíu. Khó là khó làm sao? Thứ nhất là em thích là nhìn hình dáng trước, sau đó mới tới tính tình. Có nghĩa là thu nhập nữa. Cũng chuộng ngoại hình. Dạ. À, nói chung là thích đủ thứ. Dạ. À, có ngoại hình rồi còn có thu nhập rồi ha, rồi đủ thứ hết trơn. Dạ. Dạ, hàng chi mà hơi căng, bây giờ 38 rồi nha. Hạ bớt tiêu chuẩn xuống nha. Chị nghĩ ở cái tuổi của các bạn thì nó lớn hết trơn rồi. Ta nói 60 năm cuộc đời mà tụi em hết nửa đời người hơn luôn rồi. Thì chị nghĩ ai cũng đã có những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Có thể tình duyên chưa có kinh nghiệm nhưng mà cuộc đường đời là phải có kinh nghiệm. Cũng có va vấp, cũng có đi làm, cũng phải có những cái thành công, những cái thất bại. Bây giờ mà ngoại hình hay là cái tiêu chuẩn gì đó thì chị cũng không biết em khó. À, anh chào chị Cát Tường. Rồi, chào hai anh chị. Bây giờ anh giới thiệu về bản thân mình trước đi nè. Em tên là Tuyên, Hoàng Văn Tuyên. Em sinh năm 1954. Em chạy taxi Mai Linh ở quê ở Tuyên Quang. Bây giờ đang làm việc ở đâu? Em làm tại thành phố rồi. À, mình vào thành phố lâu chưa? Dạ, em vào đây được 7 năm rồi chị. Mình đang sống với ai Tuyên? Em sống cùng cháu với một người đồng nghiệp. Là mình thuê nhà ở chung với nhau? Dạ đúng rồi. Vậy còn ngoài quê là mình còn ai sinh sống ngoài đó? Ngoài quê thì có anh chị. Mình còn ba mẹ? À, ba mẹ em mất rồi chị. À, ba mẹ mất rồi, mất dạ. Lâu chưa? Dạ, mất được 3-4 năm rồi. Anh chị em mình đông không? Dạ, nhà em 8 anh chị em. 8 anh chị em? Dạ. Mình có ai vô Nam lập nghiệp không hay là cũng ở ngoài? Không, của mình em. Mình em thôi, lý do tại sao mình lại vô thành phố? Ở đây hồi xưa là em có vô đây trước rồi, giờ vô lại. Hồi xưa vô làm gì? Nói chung em làm nhiều công việc lắm. Mà trước em đi, hồi bắt đầu mới vô là em trên Bình Phước làm khách sạn. Sau này chuyển xuống dưới thành phố chạy taxi tải rồi xong về rồi lại vô lại rồi chạy taxi. Mà sao tự nhiên đã vô trong đây không ở đây luôn rồi là trở về quê lại rồi giờ vô lại nữa? Dạ không, hồi đó mẹ em bị bệnh, em phải chăm sóc, không ai chăm sóc. Thế bây giờ công việc trong này đã ổn định chưa? Dạ cũng ổn định rồi chị. Mà mình định sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là mình sẽ có cơ hội thì mình về quê lại? Em thì lại giờ tự do nên là chỗ nào nơi nào mình cảm thấy lập nghiệp nó dễ dàng thì em ở nơi đó chứ em không có bắt buộc là phải về quê. Ở đâu cũng được mà sống được là được thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn Tuyên. Đó là những cái thông tin cơ bản trước ha. Rồi mời em gái giới thiệu về mình. Em tên Hoa, sinh năm 1983. Em là dân thành phố. Là lớn hơn bạn trai 1 tuổi. Dạ. Ồ, mà nhìn rất là trẻ nha. Em là trẻ hơn bên đây đó. Rồi mình đang làm công việc gì cơ? Em làm kế toán ạ. Quê là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Nhà đông anh chị em không? Thua bạn này 1 người. Thua bạn người là 7 người. Dạ. Trời ơi, sao hai bên này mà ghép lại hộ gia đình đông dữ vậy trời. Hồi xưa ông bà mình vui quá ha, ba mẹ mình vui ghê ha. Đẻ quá trời đẻ luôn. Rồi mấy anh chị em lập gia đình hết chưa? Hai anh trai này lập hết rồi, còn năm bạn nữ, năm anh chị này em gái chưa ạ? 5 con gái. Dạ. 2 con trai, 5 con gái. Dạ. Em là thứ mấy trong nhà? Em ở giữa, em thứ tư. À, 5 gái chưa có ai có gia đình hết. Dạ, có em út thì còn đi học. À không, em kế mới lập gia đình năm ngoái. Lập gia đình rồi mà cổ còn không nhớ hết rồi, 7 người nhớ không hết nữa. Nhiều quá. Bây giờ còn 4 cô đúng không? Dạ. Còn 4 cô là chưa có gia đình đúng không? Dạ. Rồi một cô là còn nhỏ đi học. Dạ. Rồi ba cô là xem nhau đúng dạ, không? Năm một đó. Mấy bạn kia có bạn có bạn trai chưa? Dạ chưa. Rồi thôi đăng ký tham gia chương trình luôn nha. Bên đây là mấy trai mấy gái? 4 đều luôn ạ. 4 trai 4 gái. Dạ, rồi có gia đình hết chưa? Hết ạ. Còn mình em thôi. Dạ đúng rồi. Ba mẹ hối không? Mấy năm trước có hối nhưng mà mấy năm nay mẹ hết hối rồi. Ba mẹ còn khỏe đều hết không? Dạ cũng khỏe ạ. Khỏe. Ba mẹ ở đâu? Ở chung với cô nào? Ở chung với ba mẹ giờ ở với lại mấy em gái nè, mấy chị em gái. À, có như gia đình mình chưa lập gia đình là còn ở chung với ba mẹ hết. Dạ đúng rồi, lập gia đình là ra riêng hết. Sống ở quận mấy? Nhà em quận 6. Rồi mấy mốt mấy cô đi lấy chồng hết rồi thì ba mẹ ở với ai? Chắc cũng anh hai về ở. À, còn bây giờ còn có mấy em gái thì cứ ở với ba mẹ mấy anh ra riêng trước đúng không? Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh chắc là em hòa đồng, em dễ nói chuyện. Rồi. Còn điểm yếu là em dễ giận mà khó dỗ. Nó dễ giận mà còn khó dỗ nữa. Bởi vì nó là yếu mà. Rồi thường là giận ai? Thường thì giận đồng nghiệp nhiều hơn. Tại vì trong công việc nó va chạm á. Thì dễ giận. Giận đồng nghiệp rồi không làm quà được nữa là sao hợp tác trong công việc được? Rồi sao làm việc cho tốt? Công việc của bên em, bên công ty em thì thường mỗi người một khâu. Nói chung thì trong công việc thì dính tới công việc thì vẫn tiếp xúc. Giao tiếp thì nó sẽ hạn chế lại. Không có dễ làm quà rồi. Có ai mà người ta có chỗ làm quà với mình không?
ai làm quà em làm quà lại. Trời đất ơi, nhưng mà ăn thua lỗi của ai nữa chứ, đâu phải lúc nào cũng lỗi của người ta hết đâu, nhiều khi lỗi của mình rồi sao? Không, cái đó thì em xuống nước nhanh lắm. À, nghĩa là khi nào mình thấy lỗi người ta thì mình mới căng thôi đúng không? Dạ, thường là em giận là lỗi do người ta nhiều hơn. Còn bên đây, điểm mạnh điểm yếu của Tuyên? Điểm mạnh thì chắc là em biết quan tâm người khác, hòa đồng. Còn điểm yếu là chắc ngủ nướng với lại có thể hơi bừa bộn chút xíu vậy. Thanh niên mà bề bộn ở dơ nữa mà còn chưa lập gia đình nữa, nhiều khi cũng hơi bê bối. Không, ở dơ thì không gì. Chắc không? Chắc. Làm tài xế bắt taxi mà lên xe khách ngồi đằng sau hôi rình là người ta kiện lên lên trên tổng đài thì phải rồi, không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Có đủ thu nhập không? Rồi nghỉ luôn, ở nhà làm gì? Ở nhà ngủ với chơi vô vơ. Trời đất ơi. Rồi mà giờ tôi đang hỏi thu nhập nè, là đủ sống không? Dạ có. Chạy bao nhiêu năm rồi? Công việc này mình làm mấy năm rồi? Làm 7 năm rồi chị. 7 năm giờ có dành dụm được cái gì chưa? Cũng được gọi chút chút. Ví dụ cụ thể một vài cái là được cái gì trong này rồi? Hiện tại giờ thì em đang mua xe trả góp chị. À. Còn năm rưỡi nữa là trả xong rồi. Chiếc xe của mình. Có chiếc xe riêng của mình. Dạ. Rồi. Có kế hoạch mua nhà, mua cửa gì sau này an cư lạc nghiệp, định ở trong này luôn không? Dạ cũng có ý định là mua đó, nhưng mà cũng chẳng nên là không biết là ở đâu, nên không biết mua ở đâu được. Trời đất ơi, nhưng mà có tiền gì để đao xuống để mua chưa? Có mua đất kia ở gần nhà đó, hồi xưa ông bà bán đi rồi mua lại. Nhà Tuyên Quang hay nhà ở đâu? Nhà ngoài Tuyên Quang em luôn. À, có nghĩa là giờ có đất mà đất ngoài Tuyên Quang thì dạ, có rồi. Đúng rồi. Còn trong thành phố Hồ Chí Minh là giờ chưa biết mua đâu, cho nên là chưa có định hướng. Nhưng mà đã có tiền để mà mua chưa? Ví dụ mua trả góp thì cũng phải có cái tiền đao xuống trước chứ. Dạ, nếu mà có ý định thì cũng có, phải có, phải kiếm có, nói chung là cũng có. Nói chung là giờ mua được chiếc xe riêng rồi, là mình chạy taxi nhưng mà mình cũng chạy xe của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Chạy xe của mình thì cái tiền kia mình nhiều hơn là mình chạy xe của hãng đúng không? Dạ đúng rồi, mình chỉ đóng phần trăm. Đóng phần trăm thôi. Rồi rồi tình trường thì sao cơ? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, anh chưa ạ. Hả? Anh chưa ạ. Chưa. 33, 38. Ủa cái gì ba mấy 38 tuổi mà chưa có mối tình nào? Trước thì cũng có yêu đơn phương một anh, xong rồi sau đó là hết rồi. Hồi trước là hồi nào, mấy năm rồi? Hồi 10 năm trước. Yêu đơn phương anh đó bao lâu? Cũng 3 năm ạ. Rồi anh biết không? Chắc anh biết. Có tỏ tình với ảnh không? Có nói cho ảnh biết không? Có, nói gần xa thôi chứ không có tỏ. Rồi ảnh phản ứng của ảnh sao? Thấy ảnh lãng. 3 năm, thấy lãng hoài không được tới đâu hết rồi mình thôi. Dạ thôi ạ. Rồi tại chục năm nay tại sao không rung động với anh nào? Không ai theo đuổi hay có theo đuổi mà mình không rung động? Có theo đuổi nhưng mà cũng không ấy. Nói chung em cũng hơi khó một tí xíu. Khó là khó làm sao? Thứ nhất là em thích là nhìn hình dáng trước, sau đó mới tới tính tình. Có nghĩa là thu nhập nữa. Cũng chuộng ngoại hình. Dạ. Nói chung là thích đủ thứ. Dạ. Có ngoại hình rồi còn có thu nhập rồi ha, rồi đủ thứ hết trơn. Dạ. Dạ, hàng chi mà hơi căng, bây giờ 38 rồi nha. Hạ bớt tiêu chuẩn xuống nha. Chị nghĩ ở cái tuổi của các bạn thì nó lớn hết trơn rồi. Ta nói 60 năm cuộc đời mà tụi em hết nửa đời người hơn luôn rồi. Thì chị nghĩ ai cũng đã có những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Có thể tình duyên chưa có kinh nghiệm, nhưng mà cuộc đường đời là phải có kinh nghiệm. Cũng có va vấp, cũng có đi làm, cũng phải có những cái thành công, những cái thất bại. Bây giờ mà ngoại hình hay là cái tiêu chuẩn gì đó thì chị cũng không biết em khó như thế nào. Còn cái tiêu chuẩn mà về vấn đề mà cái về kinh tế thì ví dụ trẻ trẻ hai mấy 30 thì mình còn lo lắng. Chứ bây giờ cái tuổi ba mấy 40 rồi mà nếu còn chưa có ổn định được cái cuộc sống nữa thì cũng rất là khó để mà lo cho cái mái ấm gia đình riêng. Rồi còn bên đây sao tình trường? Dạ xin phép em chưa luôn. Dạ xin phép em chưa luôn. Trời đất ơi, tôi tưởng em xin phép em đỡ cái gì. Tôi nãy giờ tôi nghi nghĩ hai người này, người đàn ông này tôi nghi là kiểu như có cái đổ một lần rồi hay gì đó. Mình đang chờ, mình hỏi con có cháu nào chưa. Anh xin phép chưa luôn à? Dạ đúng rồi. Là chưa một mối tình nào hết? Đúng rồi. Ông giỡn với tôi hả? Dạ không, thiệt mà chị. Lý do? Hồi xưa thì cũng có một vài người thích, nhưng mà hồi đó là điều kiện kinh tế mình nó còn thiếu thốn ấy, nên em sợ sẽ làm khổ ai đấy nên em không có đáp trả lại. Với lại em chỉ lo đi làm, em không có đi. Không lẽ 30 mấy năm trời không có một mối tình nào sâu đậm? Tại em ngại, tức là em ngại hỏi giả sử bạn kia có người yêu. Em cũng hỏi vài người nên người ta trả lời có người yêu rồi thì cái em thôi. Thấy ra em bị mấy lần em ngại, em không dám hỏi ai hết trơn. Trời đất ơi. Rồi ai đăng ký tham gia chương trình này? Dạ em. Tự đăng ký. Dạ. Quyết chí lấy vợ. Dạ. Và phải mạnh dạn lên nha, phải tìm hiểu nha. Dạ. Chắc chắn cái này là một cái thông tin mừng cho em, là cái người ngồi đây chắc chắn là người ta chưa có người yêu rồi. Dạ. Đỡ phải hỏi câu đó đúng không?
chứ gặp ta hỏi cái ta nói có rồi cái đi mất tiêu. Ở đây trả lời chưa có người yêu. Dạ. Có mấy người hỏi chưa người yêu cái nhắn tin không trả lời, gọi không nghe máy luôn. Thì ăn thua giờ phải cái đó phải tùy thuộc cho sự duyên dáng của em. Nãy dạ, giờ chị chia sẻ rồi. Rồi em muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Chắc là nói chuyện vui tính, tại vì em cũng thích tìm những người vui tính. Thu nhập thì nó ổn định một chút xíu. Ừ. Chắc là nghề nghiệp thì phải định hướng trong đây, tại vì em dân ở trong đây giờ mà nếu mà định hướng về quê thì nó hơi khó khăn tí xíu. Ừ. Rồi ngoại hình cao thấp mập ốm gì, vóc dáng có tiêu chuẩn gì không? Em có 1m54 à, bởi vậy thành ra là chắc ai cũng cao hơn em. À, có nghĩa miễn cao hơn mình là được cái gì. Yeah. Rồi sơ bộ thì bên đây là cao hơn em là chắc rồi đó. Mặt mày tóc tai cũng gọn gàng, mặt mày thì cũng dễ nhìn. Còn ai chị đâu biết cái gu em sao. Rồi bên đây muốn tìm một người vợ như thế nào? Dễ nhìn chút và biết quan tâm và chia sẻ với anh em, người thân là được. Chứ với lại là nói chung là biết kính trên nhường dưới được. Ví dụ như mà yêu cô bên này, hai người yêu nhau đi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà cô muốn là ở mình ở trong này lập nghiệp luôn thì em thấy nó có vấn đề gì không? Dạ không vấn đề gì chị. À, rồi thí dụ như mà nhà cổ là muốn bắt rễ thì em có chịu ở nhà vợ không? Đã cũng được chị, mình đối xử tốt người ta sẽ đối xử tốt lại rồi, mình thôi chứ đúng không rồi, có gì. Tinh thần dễ thương. Có hình mẫu gì không cho chị coi hình của tụi em coi. Điện thoại em. Thôi cái này đi ha. Trời ơi đông quá vậy. Mười anh lái taxi. Không. Rồi nhìn đi đó, ba cô trời quá dễ. Từ từ để em suy đoán và suy luận này đi ha. Thì em chọn tự nhiên này đi ha, giữ nguyên, giữ nó đi. Một lát tôi mở cửa trái tim ra tôi coi. Em thích hình à, anh này. Ờ, à, thích anh đó, giữ nguyên hiện trường cho chị. Hay quá, cũng biết chọn người quá ha. Mời hai bạn nhìn về cửa trái tim xem hôm nay mình đoán được trúng không nha. Tôi thấy cái bộ cặp này tôi gả được rồi đó nha. Rồi, nhìn kỹ vô hình, đúng không? Không có ai hết trơn ấy. Hả? Không ai. Ủa sao không ai, không ai là sao? Tại vì không giống. Không giống trong hình này. Chị xin phép được gọi em ngoài rất là trẻ nên là không. À, có nghĩa là ba cô trong hình này già hơn cái em ngồi ngoài này. Đúng rồi. Và cuối cùng là không có ai hết. Đúng, em chịu thôi, nếu mà bảo thì cho em nhìn mặt với lại đoán trong này ai thì chắc là không biết là ai. Phải luôn. Chọn phải có người ta mới đưa chứ. Chỉ hình... có bạn này giống nhất. Ừ, thì giống nhất là nó chứ còn chọn nói đúng rồi. Chọn đúng là bây giờ còn mình nhìn mặt nói không ai, trong này không có đẹp bằng ở ngoài. Ảnh anh ăn hơn á. Ảnh ăn hơn ở trong ảnh nhìn nó ngon hơn phải không? Dạ. Ủa vậy hả? Ừ. Hai bạn này bị ngược nhau rồi đúng không? Dạ. Này hôm nay gặp được anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn em. Cao mà ông này cao à, cao ráo à. Dạ em cũng gửi anh món quà. Rồi cảm ơn. Thì sao tặng cho ta chai mật ong vậy? Ý nghĩa gì vậy? Ong thì thứ nhất là nó bồi bổ cơ thể. À. Thứ hai là như bạn em á, nó tư vấn em á, à, là có muốn mật ngọt thì phải canh giữ lấy. Ồ, hiểu không? Hiểu ý nghĩa không? Ngọt. Mai mốt mua mật ong tặng anh nữa, nhớ mua mật ong Cát Tường nha. Ông còn trai á. Đó, thấy chưa? Vậy mới được. Đó. Rồi, cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào? Bạn gái xinh quá. Cảm ơn. Mà ông này cũng duyên lắm chứ bộ. À, bây giờ ăn thua phần còn lại là hai bạn nha. Cơ hội chương trình chỉ tạo nhiêu đó thôi. Còn các bạn sẽ nắm bắt cơ hội tự khai thác, tự tìm hiểu nhau. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon ha, một buổi trưa rất là thú vị tại nhà hàng My Mother. Đây là món thăn bò ngoại Úc nướng sốt với ngò tây. Đây là một cái món mà kết hợp giữa ẩm thực Âu và Á và được chế biến rất là phù hợp cho khẩu vị của người Việt. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Rồi, chúc hai bạn có buổi trưa ngon miệng. À, rồi, em mời em. Dạ, mời em ạ. À, chúc sức khỏe em và gia đình nha. Dạ, cảm ơn anh. Em giận mà khó dỗ là khó dỗ sao em? Anh không dành dỗ đâu nha. Thì anh đừng làm anh giận. Ai biết được có làm giận hay không. Lúc mà em giận thì thường là em sẽ nói là em đang giận. Thì lúc đó anh phải im lặng để nghe em tháng. Em là nhà quận 6 là đường nào? Em ngay Chợ Lớn. Chợ Lớn hả? Anh ở đâu? Anh ở bên ngã tư 4 xá em. Anh đang thuê nhà đó. Ờ đúng rồi chợ. Anh vô đây bao năm rồi? Anh vô đây được 7 năm rồi. À, anh lái taxi mà bao mấy năm rồi? Cũng 7 năm luôn em. 7 năm luôn. Thôi mời em. Dạ cảm ơn anh ạ. Em là mấy còn mấy người em chưa lập gia đình luôn hả? Dưới em chỉ có hai đứa em thôi, nhưng một em thì lập rồi, một em thì còn đang đi học. Rồi. Còn hai chị ở trên. Lý do sao mà em giờ chưa có người yêu là sao? Anh thấy phụ nữ dễ kiếm người yêu hơn anh. Anh nhiều khi anh đi khua khó. Chắc em cũng kén quá. À đúng rồi, có lẽ kén quá.
Anh có tật xấu gì không? Hầu như là chỉ có vài tật xấu hồi nãy anh kể thôi, chứ còn về... Có nhậu nhẹt không? Nhậu thì... về quê anh nhậu. Ở đây anh không nhậu. Về quê thì giả sử như các anh các chị tới chơi á, hoặc tới nhà các anh các chị ngoài đó có truyền thống là tới rồi cái làm mâm cơm rồi mấy anh em ngồi nhậu với nhau. Chứ còn bình thường là đi nhậu bạn bè trong này thì anh ít khi đi nhậu lắm. Anh có thuốc lá không? Hồi trước có hút, giờ bỏ. Tại vì em dễ uống thuốc lá. Bỏ thuốc được 3-4 năm rồi. Em làm kế toán làm việc ở đâu em? Dạ em làm gần chợ Tân Bình á. Em muốn tìm một người mẫu ở đâu của em là như nào? Nhìn anh thì cũng phù hợp với lại mấy cái tội của em. Nhưng mà có cái là... Mừng quá hả? Nhưng mà em muốn yên... Ở yên giống như là lập nghiệp ở thành phố luôn á. Thì anh có xác định được không? Hay là vài năm nữa thì anh lại về quê? Chắc có lẽ là anh cũng ở đây thôi. Trước thì anh có ý định anh về quê đó. Tại vì ngoài đó thì đất đai rộng hơn. Nhưng mình nghĩ là nếu mà ấy thì có thể cái vấn đề đó mình giải quyết được. 7 năm rồi mà anh vẫn chưa mua được nhà ở trên đây à? Đúng rồi em, mua thành phố đâu dễ đâu em. Hồi 7 năm trước bún chả nó rất là rẻ đó. Đâu có em, năm 2013-14 đấy hả? Ừ. Đâu có rẻ. Mà anh vô đây anh hai bàn tay trắng mà. Không, nhà anh nghèo mà. Anh vô đây cầm đúng 7 triệu. Lập nghiệp phải là từ hai bàn tay trắng. Ở nhà anh có làm việc nhà không? Anh có chứ. Anh vẫn tự nấu ăn, anh tự nấu anh ăn mà. Anh ăn cũng hơi khó ăn, vài quá anh ăn được. Thôi em ăn đi. Dạ. Công việc của em là thường làm lúc khi nào rảnh? Em làm văn phòng thì làm hết 5 giờ rưỡi chiều làm rảnh rồi. Thứ bảy chủ nhật mình nghỉ hết? Dạ không, em chỉ nghỉ chủ nhật thôi. Chủ nhật và chiều tối mình rảnh phải không? Dạ. Anh thì hình như tính hiền hơi ít nói đúng không anh? Đúng. Không, anh mà quen. Hay là anh ngại? Không phải, anh quen anh nói cũng nhiều lắm nhưng mà. Trời ơi, vậy mà ít nói, tôi thấy vậy là nói nhiều má. Có nhiều người ngồi đây là chỉ có là không có nói gì luôn, chỉ biết câm nín thôi đó. Anh này vậy là nói nhiều đó chứ. Nói chung là cũng thẳng thắn, cũng thật thà. Có sao nói vậy? Có rồi nhưng mà nãy giờ có vô được cái câu chuyện gì hẹn hò gì chưa? Chưa, đấy là điểm yếu của em luôn. Trời ơi, tôi đã hỏi được cho một câu rồi là em có bạn trai chưa? Người ta nói chưa rồi mà còn nãy giờ chưa chốt được gì trơn hả? Ví dụ mỗi hẹn hò là khi nào anh qua đón em được? Cái đó tùy anh. Khi nào anh rảnh qua ha? Dạ. Ai rảnh? Khi nào ai rảnh rồi qua? Thì bạn chiều tối bạn rảnh. Mà giờ cố rảnh mà em bận rồi sao? Không, em một ngày bận, một ngày rảnh thôi. Bất cứ lúc nào mà em muốn thì anh sẽ qua, anh đưa em đi chơi. Không, chắc không được ha. Công việc mình phải... Không phải được chứ. Dạ? Phải được chứ. Được ha. Bỏ hết việc đi là đi hẹn hò luôn em ha. Không phải bỏ hết việc nhưng mà mình cũng có sắp xếp được chứ. Tưởng bỏ công việc đi hẹn hò luôn. Để mai mốt hai đứa đói luôn á. Chát không được thiệt. Tôi hiểu sao ông ế rồi đó. Thiệt thà, được cái thiệt thà thiệt luôn á. Hai nếu mà hẹn hò bỏ nhau, hẹn hò hoài là mốt hai đứa đói luôn hả? Mà lâu lâu bỏ một bữa được không? Dù khi đói bụng đi chơi với nhau vẫn vui. Được. Dám yêu, dám làm, dám... Bởi vì tuổi trẻ người ta là dám nghĩ, dám yêu, dám làm. Ai biểu tuổi già mới yêu chi cho nên hơi chần chờ. Nhưng mà quên hỏi, chả sử như mà quen nhau thì khoảng khi nào kết hôn được em? Chắc là chừng nào mà thấy tình cảm đủ chín thì mình sẽ kết hôn thôi. Chị không dẫn em chút nào hết trơn. Chị không dẫn em chút nào hết trơn. Đúng, tự quyết định đi chứ, ăn thua em thôi à. Phụ nữ người ta này đó, bây giờ người ta cũng ba mấy tuổi rồi. Quen á, giống như giờ chị nói cho em biết tâm lý phụ nữ nè. Giống như chị mà chị quen ai mà 6 tháng mà chưa hỏi ý định mà đám cưới đám hỏi thì chị tài. Thật sự quen nhau thì tìm hiểu nhau 1-2 tháng đi chơi nhau vài lần là biết hợp hay không hợp rồi. Thấy mà không hợp thì thôi chia tay lẹ đi kiếm người khác đỡ mất thời gian. Còn nếu đã hợp rồi là phải tập trung vô chuyên môn, đánh nhanh rút gọn, lớn tuổi rồi, già rồi. Chủ động cầu hôn ha. Đúng rồi. Thôi ba cái đó chắc em thua rồi. Ủa chứ giờ em đi quen bạn gái đâu, hai đứa đi chơi hoài, xong đi ăn uống, đi chơi đi về, ăn uống chơi về hoài rồi chừng nào cưới. Em muốn cưới thì em phải hỏi người ta đồng ý không, rồi em mới mời ba má hay mời gia đình qua gặp gia đình nhà người ta. Dạ. Thì cái đó ai chủ động, không lẽ tôi? Không. Thì đó gọi là cầu hôn đó. Tưởng quỳ gối đồ thứ. Em không muốn quỳ đi, em nằm cũng được đó. Em bắt quỳ á. Quỳ không? Mua thêm quà gì nữa? Cầu hôn thì còn phải có quà gì? Đi hỏi vợ thì có quà gì? Lại thêm cái nữa thì không chịu. Hả? Lại thêm cái nữa cũng chịu luôn. Ủa là sao vậy chứ, em thấy thường thường ví dụ như là đi lấy vợ là phải có cái gì? Em không biết
quà cả. Hồi trước giờ anh có đi bưng quả chưa? Hả? Hồi trước giờ anh có đi bưng quả chưa? Anh chị em sắp xếp cho em mà. Ừ. Chứ em đâu phải làm đâu. Thôi thôi chị mệt quá, chị nói chuyện với em nữa nè. Thôi bóc lá bài của chương trình đi, đọc lớn lên coi. Bạn gái luôn muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Biết giữ gìn là giữ gìn gì không? Giữ ấy đó. Đêm tân hôn nhưng bạn trai lại muốn rằng bạn gái không yêu mình. Bạn gái sẽ làm gì để bạn trai hiểu trong tình huống này? Chị anh có đòi không? Có chứ em. Có chứ em. Được, rất thẳng thắn, rất thật thà. Chị em không cho thì anh làm gì? Không cho hả? Thì anh cho rằng em không yêu anh. Đấy, anh cho rằng em không yêu anh. Anh nhưng mà muốn... bây giờ em hỏi thực tế là anh có đòi không? Có chứ em. Cái đó ai trả đòi đúng không chị nhỉ? Mình thực tế chứ đúng không? Bây giờ ăn thua bạn gái mình phải giải thích sao cho mình hiểu phải không? Đúng rồi. Mình mới thế đợi em sẽ giải thích sao? Đó. Tại vì em là người phụ nữ truyền thống. Anh đòi bằng được đó. Anh đòi bằng được đó. Anh đòi bằng được ha. Ừ. Em thì không cho bằng được. Không cho anh giận. Bỏ đi luôn đó. Không, nhiều khi anh bỏ em cho đi luôn đi. Cho đi luôn hả? Thôi cho đi thế quay lại. Kiểu xách vali ra cửa không lại đi quay lại đó. Cái đó là phải có người níu em lại chứ. Bây giờ sao? Ở tình huống này thì sao? Nói vậy thôi chứ cũng tùy bạn gái thôi. Chứ cái đó nó phải đôi bên tình nguyện trao cho nhau thì nó mới gọi là nó ý mới nghĩa. Đúng rồi chị, đúng chứ rồi. Còn một bên một bên mà đòi một bên không muốn thì nó cũng không gọi là điều nhưng mà giờ cổ nói rồi đó, cổ chưa muốn cổ giữ để đến tân hôn tại vì em là người truyền thống, thì ý anh sao? Ok không? Ok rồi tới em. Bạn trai vô tình làm bạn gái giận, để bạn gái hết giận, bạn trai phải nói một câu soi dịu cảm xúc của bạn gái, bạn sẽ nói câu gì? Nhìn cổ đi, cổ giận rồi kìa. Em khó dỗ lắm đó. Em ơi đừng giận anh nữa nhá. Anh phải nhận lỗi chứ. Nhận lỗi ha, tại đã có lỗi với ai bây giờ đâu. Thì anh đang ví dụ mà, nó nói đi, giờ cổ đang giận rồi đó. Giận lỗi gì? Ví dụ như là bữa đó hẹn nhưng mà em tới trễ, hẹn đi chơi 6 giờ nhưng mà chắc em bị chạy xe, bị gì đó không biết, em tới trễ 1 tiếng đồng hồ, cổ đợi cổ giận rồi. Em ơi hôm nay anh đi đường xe đông quá nên là anh hơi tới trễ một chút xíu, em có thể thông cảm cho anh được không? Sao anh không nhắn tin báo trước? Tại vì đường đông quá anh đi không được. Anh đi xe là anh không có sử dụng điện thoại. Tuân thủ luật lệ giao thông. Cũng hợp lý ha, cũng được. Cũng thông minh, cũng lẹ lắm. Thôi được rồi, bữa nay đi có ai đi theo ủng hộ không? Không. Bữa nay đi có đi theo không? Mấy chị gái gì có ai, em gái gì có không? Hai bạn em. Rồi, mời mấy em vô đây mấy em ơi. Chào em gái, rồi em giới thiệu về mình đi em. Dạ, em là Thủy, bạn của bạn này. Em chơi chung với nhau bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm? Dạ. Rồi em có gia đình chưa? Dạ rồi. Tại sao em có gia đình rồi mà em bỏ nhỏ bạn bơ vơ? Bởi vậy cho nên hôm nay em muốn nó mai mốt tới nhà em chơi là phải có người đi theo. Đi mình tội. Rồi bữa nay em thấy chị Tường chọn anh này là mai. Dạ được, thấy anh này được lắm á. Được chỗ nào? Nói chung là em nhìn thấy anh này cũng có siêng năng nè, cũng có trí cầu tiến nè, cũng hợp với bạn. Nhưng mà yêu cầu của bạn gái em là bạn em cao lắm. Không cao, nó nói vậy thôi chứ nó... Em nhìn bằng tâm lý của cô này thì em nghĩ là anh này có hợp với cổ không? Bạn là chỉ có đang lừng hững chỗ là anh này ở quê, còn bạn này ở đây, bạn này đang suy nghĩ vấn đề đó thôi. Rồi hiểu luôn bạn mình vậy luôn. Cô nói đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ anh ở đây luôn được rồi. Nhưng lo ngại là anh chưa có nhà cửa ở đây. Thì cũng lo ngại vấn đề nhà cửa của anh. Thì bây giờ hai đứa quen nhau thì lập chí quen ảnh bắt đầu bàn bạc với nhau rồi cho ảnh lập cái chí hướng rồi ảnh đầu ảnh lo ảnh bắt đầu mua đất mua nhà ở đây là vừa rồi. Rồi xe góp hết rồi. Bán đất ở dưới quê lên em mua nhà nha anh nha. Có ý định là mà lập nghiệp ở trong này thì đất đó được giá thì anh sẽ bán đi và mua đất đúng ở đây. Rồi. Chịu lập nghiệp trong này đúng không? Dạ vâng. Đó được chưa? Dạ. Được không em? Dạ được. Rồi, giờ nói câu chốt hạ hôm nay. Cố gắng lên hôm nay được rồi đó. Mai mốt tới nhà mình đúng đừng rồi, cho đi nhà. Nữa. Đúng rồi, không cho tới nữa. Đi xa đi xe máy không cho đi anh này chở được nha. Không, thường hay tới bên kia. Mai mốt có chở đúng rồi, tới nhà em chơi thường xuyên. Có. Xin bạn ơi, bạn của bạn nào mai mốt mà cho anh chở bạn gái anh tới nhà em chơi với nha. Mai mốt cho anh chở bạn này tới nhà em chơi được nha. Dạ được. Được chưa? Okay. Rồi cảm ơn em nha. Bây giờ là giờ phút quan trọng nè, bây giờ suy nghĩ lại, lắng động lại, hồi nãy giờ mình trao đổi thôi. Bây giờ là cái giờ phút riêng của hai em ha, không ai tác động nữa hết. Chương trình là cho mình cái cơ hội gặp nhau. Ăn thua là hai bạn cảm thấy cảm xúc dành cho nhau như thế nào. Đối tượng có phù hợp hay không? Nếu được thì cho cái cơ hội để còn tìm hiểu nữa. Rồi giờ đặt tay vào cái nút bấm.
Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh, không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ. 1 2 Bấm luôn. Bấm trước là phạm quy đó, nãy tôi chưa nói. Không, mình đàn ông mình bấm trước, không để cho phụ nữ người ta suy nghĩ. Bấm rồi ra hiệu. Rồi, qua đây đứng. Hay quá, lành quá. Ủa đem đeo có mắt kiếng nãy giờ không có đeo rồi, có thấy người ta không? Có chứ. Rồi qua anh đây nhìn, ngồi đứng sát đi nhìn. Cái mắt kiếng em chỉ đeo chạy xe thôi. À, rồi mời hai bạn nắm tay nhau. Còn cái vụ kia kia ấy ấy là phải tới kết hôn. Xin phép nắm tay cái. Cảm nhận như thế nào? Dạ, tay mát quá. Run quá anh. Run hả? Chương trình dành tặng cho em làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son ly không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn chị. Nhà hàng My Model gửi tặng các bạn 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa. Hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Hãy xin chứ giờ xin phép đâu... hồn mẹ vậy. Cô này dễ dãi ghê á. Xin mà xin cái cho liền hả? Em chưa trả lời. Không, à, em chưa trả lời. Thời đó chưa trả lời mà làm luôn rồi. Dạ. Có tin vui nhớ báo cho chương trình biết nha. Dạ. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và cũng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa.